Hello, chào mọi người đã trở lại channel mình ha. Ok mọi người ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục ở trên cái đường đua Lucky Block này. Đây là Lucky Block gì mọi người nhớ không? Đó chính là Block Lucky Block Charizard. Và hôm nay chúng ta lại mình cái gì? Chưa gì hết mày qua mày mò mày cắp cái rương của tao rồi đó. Thôi thử thôi, quanh cứ là chuyện của quanh đi vô dí luôn à. Trời. Thôi thôi làm gì ghê vậy? Coi để lấy được sự may mắn của mình đó mọi người ơi. Ơi dễ gì, lần trước cũng thua, lần này trong quả này vẫn là Charizard và một con Charizard. Mọi người ơi, hôm nay Yeti sẽ phục thù lần trước quả tốt con dây á. Con dây á này bị gì rồi, hắc rồi, quá mạnh luôn. Có đâu. Sẽ phục thù nè. Hôm nay sẽ có điều đặc biệt, đó chính là một con Charizard có khả năng tiêu diệt con này có thể là one hit hoặc là 2-3 hit gì đấy. À, nói chung là Charizard mà sẽ là những con Charizard rất là đặc biệt ở trong đây. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào lấy cái bóng để mình chinh phục nào. Rồi, ok nè. Mình chưa cần lấy này, hình như là nó tự rớt xuống đúng không nhỉ? Làm gì đó? Mày định nhảy múa gì đó? Tao đã quay qua mày đâu mày nhảy múa gì vậy? Mày định nhảy múa gì vậy? Muối gì đâu, có gì muối gì đâu, giờ đi gặp bóng. Ơi, trời, con say này ra trời. Nó đứng luôn kìa. Ô, ta mua cu cu. Ê, quên. Cứ cái này vô đã. Hồi nó đứng á. Ừ, hình như cái đập bóng nó bị đứng hay sao ấy. Không biết sao nữa nhưng mà hình như nó lát á mọi người ạ. Thôi được rồi nè. Thì đập vài quả là bắt đầu nó đỡ rồi. Nhưng mà nó hơi nó kiểu nó bị rớt em bé đó các bạn. Hình như là cái lần này kiểu đập nó kiểu nó. Ôi có cây kiếm đó này. Ui chân đu rớt. Play Cleveland. Chỉ cần còn Play Cleveland. Ai để đập. Ôi xuống cái liếm toàn mấy con bình thường quá nha. Ai chà. Toàn những con bình thường. Nói khởi động thôi, quanh đợi đi. Giờ đi kiếm này có con sẹn có đâu, đừng như vậy. Mình là người lúc nào đấy thấy chưa, mới nói mà mình vô thấy con xịn xò liền đây, phải cho nó lên vị trí đầu tiên để gắn tim nào. Đâu rồi vô ngay Jet Rom Ultra các bạn ơi. Giúp đèn cố đập nhanh để vườn của mình không có vụ nữa đâu, không có dễ dàng vậy đâu. Ui ông không hoài vậy ta, ray quá nha này. Ui hút ba này. Bồi vậy hay sao? Nãy tay bóc vừa tay bóc xích mà ra mắt con trời, con khóc cả cái mặt của nó cả chớn ngay chứ kìa. Người ta bồi phi đi nữa này. Ôi làm ơn đi ra con. Ui ray qua da ray nữa này. Đây thấy chưa, đây mắt ùa dưới nó tại là con siêu khủng. Ui hai con luôn. Được rồi, cất vô trong đi, mình sẽ đỡ ra qua da này, chúng ta sẽ chơi ra qua da một bài rap bạn mới nè. Ui cũng được đây coi nha. Con đua già đó là thầy. Con nó không phải đối thủ. Nè, con hop 3 này muốn thử sức lại con Jet Rom Ultra của mình. Xem đây. Alright. Trời ơi, con cái chết các bạn ơi. Quá đơn giản luôn. Lấy luôn vậy. Ui, lại Jet Rom Ultra đó này. Ui, toàn con xịn không à. Ta bù phi đi à. Hai con luôn rồi đấy. Ôi, đập tiếp coi nào, tiếp coi nào. Ui, xịn sao con bọt ơi mà nhưng chưa ra được con. Cái gì con gì con ui Rodon đó nè, ghê các bạn ơi, đi tìm máy móc đó. Ui mình lại được thêm con Rodon đó các bạn. Ê chà, đội hình thế này thì ai được nói. Ui lại là chiến thắng chèo qua, không có đối thủ, bất ngủ. Ai, bất ngủ gì không có đối thủ mọi người. Ai bất ngủ vì không có đối thủ. Ai đó lại Yeti lên nè. Ê đấp nhìn này đấp. Đừng có đá mà hét nè. Nhìn này đấp. Bất ngủ vì không có đối thủ. Ê làm gì mày quăng bóng đầu tao mày cũng được. Mày quăng bóng. Thì bắt quăng vô bóng luôn. Tao nhốt mày vô bóng rồi lấy á. Tao nhốt mày vô bóng rồi tao dùng nước luôn. Ui cái gì đây? Mimiki. Ê nãy giờ không có con gì xịn hết ta. Trời ơi đội hình giờ mới được up 3 con xịn nè. À. Chán thế không được con mới nhờ. Ui mua lại đâu đó nữa nè. Nhưng mà đâu đó có rồi sẽ không lấy nữa. Một con thôi. Ôi chết rồi. Mày chọn cái chết à. Dragon Breed nè, một hơi thở của rồng là đi ngay luôn. Rồi, ôi trời. Charizard nè mọi người, nhưng mà con này cũng bình thường mà, nó có làm gì đâu. Trời ơi, con này nó lì dữ rồi. Lì nè, một thỏi này chưa chừa, sao còn rắn quýnh mình nữa. Rồi, núp gì đập chậm dữ vậy. Ui, ôi lặng. Kyle Rim. Ui, trời ơi, thấy to đùng hết hồn luôn.
Ai mà cảm giác nó con đó như thần vậy. Ừ, phải tổ. Ai cổ lại cổ lại. À nè, với đâu con trai thì cũng có rồi nha. Chết rồi. Tự nhiên mấy con mình có rồi, núp đây có kiểu như trước á. Có trước. Ủa làm gì núp trước? Ui, lại Rodo nắc nét nữa nè, ba con rồi các bạn. Ui, một con này nha. Con mình vừa bắt nó là hai con, cái con mà đã có là ba con. Trời đất ơi, quá trời luôn. Nè. Ui, xịn chứ. Ê, mình coi xịn kỹ năng của nó là kỹ năng gì đây. Ui, Golden. Thì có con Golden rồi. Golden về sai này hay thường. Ui, trời. Ôi, hết trời. Thì con chạy giá tẹt nha. Chết. Ôi trời, lại Rodo nữa này. Ôi, chết rồi. Cái con nó rất là mạnh các bạn. Con chạy giá nó rất là mạnh. Được rồi, mình sẽ tìm khắc tinh của nó. Chà ra giá phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt là phiên bản gì mình cũng không có biết nữa. Nhưng mà chúng ta, trời ơi, Rodo nó đẩy mày nhiều quá rồi. Sao mà ra Rodo? Ui, đây có con gì nữa nè. Ủa gì vậy? Con chạy giá nữa nè. Trời ơi, chà ra giá mini. Trời ơi là trời. Tiếc thiệt rồi. Mình không được con đó ấy, trời ơi. Đứa thì ai không sửa được hộp nào ấy. Trời, không sao. Các bạn ơi, hãy bình luận bên dưới là ủng hộ qua bên dưới này để qua có thể bắt ra con chạy sát cho mọi người coi. Nhưng mà đã phải không đánh được cái sát của con đúp nè mọi người. Ui, chết rồi. Nếu mà chơi cái tình trạng này là không ra được. Là con chạy sát nó cần hết đấy. Rồi cảm thấy hơi bông lung rồi đó, hơi bông lung rồi đó. Ui, coi nè. Ui, chưa? Đúp ra con sai này nữa kìa các bạn ơi. Ghê chưa? Hôm nay Vinny sẽ thắng cho tôi nè. Cười sớm này tí cũng thua thôi. Không phải đối thủ. Trước cũng vậy mọi người. Mình cứ còn chỉ cần mình ra được chai giáp mình gánh keo được. Cố lên. Chai giáp mạnh chứ gì vậy, tí chắc lại thắng tới nơi rồi. Ôi, cố lên, vật cầu con chai giáp. Ê, mày đặt kiếm con chai giáp đâu. Trời ơi, kiếm cái gì kia tí kiếm rồi nè. Thấy vui à. Ơi, tiêu trùng mà chết rồi, lần này được hai con rồi nó gãy cái đâu đấy ra giá ta coi thử coi. Chết rồi, nó mới được con robot rồi các bạn ơi. Trời sao có đường mình xui vậy, chắc là mình chơi full đội hình robot quá. Cái gì kỳ, cái đường mình không ra con nào hết vậy. Trời ơi, ra bướm với lại ong. Không phải ong bướm luôn. Rồi thấy đi rồi. Ai chà chà. Ủa anh nói con này đấy hả? Chết rồi. Nó có rồi các bạn ơi, nguy hiểm quá, tiêu trùng mà. Single cu, gãy vô đi. Mình sẽ chơi đội hình đặc biệt, siêu đặc biệt của mình có gì chơi này. Tí mình không sẽ thua được đúp được mọi người. Cố lên. Còn rất là nhiều bóng, mình nghĩ là mình không thể nào không ra được đúng không? Các bạn tin mình. Hãy để một nút like vào bên dưới để ủng hộ cho anh nè. Rồi, mình sẽ chinh phục về kiếm được con trai dán trước rồi. Chết cậu, các bạn ơi, đường cuối đường đua rồi, không có này. Rồi xong luôn rồi. Cái gì á? Thấy chưa, cười người hôm trước hôm sau người cười. Đừng có lợi cười. Nấp cười đi tí, vô cũng thua bút không lại đâu mà ngồi gáy bẩn đi. Chết rồi các bạn ơi, rồi xong luôn, quả cuối cùng. Làm ơn đi. Rồi xong phim luôn. Golden. Thôi mình đủ đội hình rồi, mình không đặt nữa. Chết rồi, các bạn ơi, đồ hình như này chắc mình chơi full Golden luôn. Trời quá. Ơi, chơi giáp nữa nè, giờ nhiều quá làm sao. Làm sao? Thôi được rồi, mình sẽ để này cuối kèo. Cuối kèo con này gánh kèo 587. Ôi chết rồi mọi người ơi. Thôi luôn, lỗi luôn, không bắt được luôn. Fire Blast Boost. Ôi chết rồi, phải có cái skill kia, mình biết cái kỹ năng kia kìa mọi người. Ôi con này không có kỹ năng kia luôn mọi người ạ. Để coi. Chết rồi, kỹ năng như này đánh đấm cái gì nữa. Thôi, lấy cái con này đi. Rồi, ok, mình sẽ chọn thêm con. Chết rồi, đội hình này là giống đi quá các bạn ơi. Inventor 70 à. Hay quên da. Cái gì kì vậy? Con này sao nó không xuống được? Mày nấp, mày hành hạ một cái mò này bây giờ. Mày không hề đánh này tao, bây giờ mày hành hạ một cái mò đúng không? Rồi. Vô trận đấu rồi, giờ con núp kìa mọi người. Cái con chai giá chút ép mà con núp nó ngồi nó hành. Thôi, con chai giá chút ép là được tất cả đó. Vô nào gãy bẩn à, được hai con đúp hai con chai giác luôn, đúng là chó ngáp phải ruồi mà trời ơi, con nó nhỏ rồi mọi người, đúng là tí hon luôn. Ê mà càng nhỏ càng đẹp nha, nó nhỏ xíu xíu nhìn đẹp cái ta. Mini chai giác mini của gì tì nè. Ôi cái quýt cũng cao có chết đâu.
Ôi, các bạn coi đem con trai giáp này ra đầu khi nào giết hết đội hình của anh không? Gáy bẩn hả? Láo nè. Không được rồi, con này máu nhiều lắm. Được, từ từ à, con này coi vẫn con này một cái chưa chết được thì vẫn bị mất máu bởi cái con Inventor của mình. À, bữa sau mình sẽ kiếm phiên bản Inventor nó cấp cho mọi người coi nha. Được rồi, như thế mình đem đấu đua ra đầu tiên luôn. Này dám láo hả? Ôi, bớt bao quên vậy, nó hụt ra mọi người. Mình coi siêu tiếng hoang của GT làm nên tất cả nè. Này tất cả. Ôi trời, chiêu lửa quýnh không có xi nhê các bạn ơi. Ít bao quên trúng không nhỉ? Trời, cái con này mà giờ mà đang mắt lên nó giỏi lắm là nó bằng GT á con. It's good. Ôi không tác dụng luôn rồi, đánh không tác dụng luôn rồi. Scan fair trước đấy. Mình sẽ bốc cái này lên trước một người. Ôi đánh sau lên cũng mất có chút xíu máu à. Hai con này chắc quánh tới sang rồi. Rồi, giảm cái đó xuống, búp giảm nó hủ. Phun lửa. Phun lửa. Ai trời ơi, không thấm lắm. Chết được rồi, hai con quầy quánh tới sang năm nè. Trời ơi, mấy con chùm quánh nhau nó thấy vậy rồi chứ. Hãy xem đây, vết cắn ngàn cân. Thôi đỡ con khác. Đánh cho mặt nó. Rồi, rồng với rồng đây. Nếu thích thể hiện, hãy thể hiện giúp con rồng thân. Ây da, rồi luôn. Con này thôi, quên chọn chiêu rồi. Thôi được rồi, đưa thôi, ra cái đen lên trước nha. Con khác đây. Con này quánh chắc tới sang năm quá. Đưa ra cái đen lên trước hả? Búp lên, ở đây. Thôi đi tay xéo. Ở đây mà da ra luôn nè. Mày bắt trước à? Dám bắt trước mình. Đó, mình búp mày lên. Hurricane. Này thì bắt trước. Ôi, một lần 10% máu đấy. 9.96 rồi. Bắt trước một người, nó bắt trước búp chúng mình mọi người. Ê, vậy thì có chi outray nè. Chết rồi, có outray các bạn ơi. Outray mạnh lắm. Ôi, nó né được kìa. Hurricane tiếp nào. Nó đi. Ôi, trời ơi. Nó quýnh một cái máu vàng luôn. Tiêu tùng rồi các bạn ơi. Ê, sao mạnh dữ trời. Núp chân vàng rồi mọi người. Outray mạnh quá. Rồi mình không có chịu outray để mình không để ý mọi người, mình có mấy được con Rayquaza luôn. Tự nhiên ngồi nghĩ đâu đôn không. Chitter là chiêu gì vậy? Wow, phun khói vô mặt. Trời ơi, quýnh mình sắp mặt luôn rồi. Hurricane này yếu nhất à. Ây da, đau quá chết bye luôn. Bye bye, see you again. Chết rồi. Đội hình quá áp đảo. Cái mỏ mày. Cho chỉ băng nè con. Áp đảo về tỷ số. Yeah, cái tiên chiến thắng rồi nha. Thắng cái đầu mày chứ thắng. Nè, ơi quýnh đi cảm giác. Kiến cắn đi nóc luôn, trời chưa kịp biến hình luôn các bạn ơi. Chết luôn luôn kìa. Ôi, Spice Rain có nào. Này, ui. Có Spice Rain hả? Chết rồi, không thể xem thường được. Trời, đúng là con này yếu rồi chứ. Rồi, phiên bản. Mày ra luôn đi. Bực quá rồi. À, mình cũng có chiêu này mà. Hãy xem đây, cậy ông làm lưng ông này. Này thì bố wow, láo wow, wow, này wow, thì bố wow, láo wow. Ông chụp ra quá, wow. Này dám chụp Hyper Beam à. Chết rồi. Này thì bố láo wow. Được rồi, bây giờ mình sẽ dùng năng lực đặc biệt. Tiêu diệt con xanh dách vàng của đúp. Xanh dách vàng đúp đâu, để ra đây. Con gì đây. Con nào cũng thua thôi, đã cầm con, con. Ủa quanh con mấy con. Còn 3 con lận. Nhìn đi lấy banh chia ra nè. Trời, con này ra hả? Một báu đi luôn. Này đi. Ủa? Luôn. Chết chưa? Không thể nào. Rồi, boss trai. Mình cái nhiêu này rồi, boss trai là 30 thôi. Bỏ đi. Mấy chiêu kia xịn hơn. Đâu, con nào ra tiếp tục rồi. Ra tiếp tục đi. Ra chết đi. Chết rồi. Rau đôn. À, rau đôn nữ. Rau đôn cũng phải chết chiêu này thôi. Ớt quay. Ớt quay nè, ớt quay nè, ớt quay. Ớt quay gãy cuốn. Ui, ớt máu quá. Rồi con này cũng phải chết thôi. Hạ đá vào đầu. Này cũng phải chết thôi. Con này cưng được cả đâu luôn. Ôi da, hơi đau rồi đấy. Ôi, hơi đau rồi đấy. Ôi, nó mạnh quá, nó mạnh ghê. Ớt bầu tiếp. Này thì ớt bầu quá. Năng lượng từ trái đất. Năng lượng từ cái gì cục. Năng lượng từ cục phân. Ao ray. Tiêu diệt con đâu luôn đâu. Rồi, gánh kèo rồi. Rồi, giết rốt này gánh kèo rồi. Tiêu diệt thôi. Này à, ta phải lấy con cây giáp ra lại rồi. À, cha đi giáp này à. Được, con này cho đi luôn. Còn cha giáp này cũng không phải đối thủ đâu.
Ha ha ha. Ui da. Nước ta. Âu rồi nè. Nè, lão nhường nhường nhường. Ấy à. Nước trời. Sao không mạnh rồi là ống chụp nữa, gánh kêu. Đây rồi, đây rồi. Điểm thẳng tới đó mọi chuyện thẳng, chiến thẳng tới gần kề rồi, lật kèo, lật kèo. Lật kèo. Chết rồi, sao mạnh dữ vậy? Chết rồi, dính à, lửa. À, dính lửa hả con? Ây dồi, dính hiểu lửa kìa. Dính lửa. Rồi, nhưng mà cũng tiêu rồi. Chưa. À, con này chị ra. Chị thần của Di Ti ra nè. Con này chắc một cái chắc đi. Chắc không khéo thua lại nè, này bị thôi, con nó có chiêu gì mạnh quá vậy? Rồi, đến rồi. Ui, trời đất, chữ vàng mọi người, Ultra Mega luôn. Được đấy, được đấy. À, con nó để... có chiêu gì mạnh quá vậy anh? Làm gì mà cân hết đội hình bốn con của Di Ti vậy? Biến to lên tranh thủ mọi người đang nhỏ với chiến riêng riêng. À, ôi, cắm không xin. Tranh thủ chiến nó thôi, tranh thủ chiến nó thôi. À, hồi Di Ti cũng thay đổi mắt luôn. À, trời ơi, nó chết hoài rồi, nó biến đổi con gặp lửa quá mọi người. Đứa nào bự con hơn? Ê, con mình bị lửa đốt rồi. Chết rồi, trâu quá mọi người, cắn không vô máu mọi người. Ôi, chết rồi, chết rồi. Ui, mình còn bị lửa đốt nữa, xui quá. Con nó mạnh quá ta. Ủa chắc xe Di Ti cũng có con đó mà không mạnh như trời vậy. Trời ơi, xong tiêu tùng rồi, chết rồi mình con này. Con này có thể giết được con này không? Để mình coi. Ôi, hai con này quánh nhau chắc tới sang năm quá. First Blood. À, chết rồi, chưa lửa không xi nhê rồi. Chết rồi các bạn ơi. Fire Blood chứ lộn, Fire Blood không xi nhê đó rồi. Solar Beam luôn, trời cho chiêu cỏ nữa. Thôi luôn cho chiêu hệ cỏ nữa. Chắc không hết dụng luôn rồi. Hai con này. Trời ơi, nó cắn rồi, nó cắn rồi, nó cắn rồi. Núp còn mấy con? Còn có mình con này chứ mấy con. À, vậy là chắc trận đấu quê rồi. Núp viết được quá đâu. Trời ơi, toàn chiêu búp không mà núp là con này không có chiêu rồi. Con này không đúng, không có chiêu rồi. Không có chiêu, thành ra con này đam to lắm á. Con này là kỳ hệ quýnh được con rồng xanh á. Con này đam cực kỳ to luôn. Con vàng, con robot đam to lắm luôn. Ôi, đánh gì tới sang năm luôn á. Fixo là không trúng á nè. Được rồi, theo mình thấy là cái trận này chúng ta nên giảng hòa các bạn ơi. Vì đánh chiêu kỹ năng nó không có gây đam mình nhau nhiều đó. Thành ra là mình tiến đố trận này mình thắng. Mình kiểu như là mình trên cơ là 60% mới núp chỉ được 40 thôi. Mọi người thấy hợp lý không? Hợp sao lý à? Sao chưa quýnh tới cuối cùng sao biết? Tất. Nhìn là biết rồi. Trời, nhìn là biết rồi chứ. Bây giờ thấy lượng máu nó vàng vàng ngang nhau rồi. Là hiểu rồi. Trời, cắn y như kiến cắn luôn á. Thấy không? Thấy không? Này, sao con Labi mà đỡ đi, đỡ đi nè. Đỡ, đỡ. Con này quýnh chắc tới sao nè. Thôi chết rồi, mình hết máu các bạn ơi. Nên xin tay tốt hơn. Ngọc tí nữa có kia thua các bạn. Ủa anh còn mấy con nữa? Còn có con này thôi. Thôi được rồi, mình nghĩ trận này tới đây là quề mọi người ạ. Chứ thôi chứ là cái tí. Ủa vậy là Di Ti thắng nha, Di Ti còn máu nhiều hơn nha. Khỉ nè, của anh còn 500 máu nè, Di Ti còn nhiêu máu? Ủa Di Ti cũng còn 500 máu vậy? Ê đừng có sợ mỏ nha. Con lòng của Di Ti tới 1.200 máu lận nha. Ừ ghê vậy. Chỉ có gọng 1.200 máu, con cầu đồn có 598. Chứ sao chơi giá tới 1.200 máu lận? Con cầu đồn có 598 máu à. Con này tới 1.200 máu lận. Trời ơi, vậy là tính ra là mình thắng mọi người. Con nào máu ít hơn thắng nha mọi người. Ok, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy đúng không? Con đọc kia nhiều máu hơn là nó thua rồi. Mình ít máu hơn thắng. Ủa nhưng mình lên. Đã quánh trước nó mấy trận rồi. Trời, mấy trận gì? Người ta 1-3 rồi gì nữa. Thôi, con bây giờ ta đánh trước mấy trận rồi. Cái con đọc cùi đó. Thằng gì đúng là mình không bắt được nó đúng không mọi người? Nó cùi quá mà mọi người, được cái máu trâu thôi chứ không thể nào tiêu diệt được Rodo đại đế của mình được. Ờ hay chưa, hay chưa, hay chưa. Ok các bạn ơi, và các bạn thích con rồng nào thì để là mình bình luận bên dưới. Con Charizard vàng hay là Charizard xanh thì mọi người nhớ để là bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và có lẽ là video của mình tới đây kết thúc rồi. Mọi người đừng quên để là bình luận bên dưới và like video ủng hộ mình nha. Bye bye. Bye bye.